Ít ai ngờ được vị bác sĩ nói năng nhỏ nhẹ, thích nhạc rock phương Tây và thiết bị điện tử này đang thẳng tay đàn áp cuộc nổi dậy kéo dài gần 3 năm ở Syria và hiện đối mặt với cáo buộc ra lệnh xả khí độc giết người hàng loạt. Những người từng biết Bashar al-Assad trước khi trở thành tổng thống nói rằng ông là người khiêm tốn, rụt rè và chẳng bao giờ muốn làm lãnh đạo đất nước. Ông từng nói với bạn bè rằng làm bác sĩ mắc sướng hơn làm chính trị. Nhưng số phận đã an bài để ông lên nắm quyền. Cha ông, cố tổng thống Hafez Assad, từ lâu vẫn rèn đúc người anh trai tên Bassem làm người kế nhiệm. Nhưng Bassem thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông ở Damascus vào năm 1994. Thế là Bashar bị triệu về Syria khi đang hành nghề bác sĩ nhãn khoa ở London, Anh. Bị bắt đi huấn luyện quân sự và được thăng hàm đại tá nhằm tạo lập thế lực để sau này nắm quyền cai trị. Ông Jean-Marie Kemene, tác giả một cuốn tiểu sử về Bashar al-Assad, cho biết. Cha Bashar gọi điện thoại báo ông ấy về kế nhiệm. Tôi không biết chính xác họ nói gì với nhau, nhưng chắc chắn Bashar chưa sẵn sàng lên nắm quyền. Bashar thậm chí còn đề nghị để em trai là Maher, được mệnh danh là Đại Đồ Tể, lên thay. Tổng thống Hafez Assad qua đời năm 2000. Quốc hội Syria nhanh chóng hạ độ tuổi quy định của Tổng thống từ 40 xuống 34. Sau cuộc trưng cầu dân ý mà trong đó ông là ứng viên duy nhất, Bashar al-Assad lên làm Tổng thống. Bashar dường như là luồng hy vọng mới thổi vào đất nước bị gò bó 30 năm dưới chế độ quân sự hà khắc. Ông nới lỏng những hạn chế về hoạt động chính trị, cho phép đàm luận cởi mở hơn. Với những cải cách kinh tế của ông, nhiều trung tâm mua sắm và nhà hàng mọc lên khắp Damascus, cũng như ở những thành phố khác. Ngay cả sau khi Assad cho thấy ông cũng không chấp nhận bất đồng chính kiến, nhiều người vẫn mô tả ông là một nhà cải cách. Khi còn là thượng nghị sĩ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nhiều lần tiếp xúc với Assad và từng cho rằng ông có thể là một nhân tố tích cực. Nhưng đến năm 2011, ông Assad phải đối mặt với cuộc nổi dậy chống lại nền cai trị của ông khi phong trào mùa xuân Ả Rập lan tới Syria. Hy vọng dập tắt những cuộc biểu tình ngay từ lúc mới manh nha, Assad quay sang dùng những biện pháp đàn áp tàn bạo của cha mình. Những cuộc biểu tình nhanh chóng leo thang thành nội chiến. Quyết không lùi bước, Assad tung quân đội đánh phá tơi bời những cứ điểm của phe đối lập, những người mà ông gọi là những kẻ khủng bố. Sau gần 3 năm, Syria trở thành bãi chiến trường tan hoang, với hơn 100.000 người đã bỏ mạng và hàng triệu người ly tán. Ông Assad bị gọi là kẻ đồ tể, đặc biệt là sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 21 tháng 8, mà Mỹ và phương Tây cáo buộc là do ông ra lệnh. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2005, đệ nhất phu nhân Asma al-Assad, người mang song tịch Anh Syria, nói chồng bà là người biết quan tâm và muốn đưa Syria tiến tới. Giờ cả thế giới đều rõ Syria đã tiến tới đâu. Cuộc đàn áp đẫm máu nhanh chóng làm sụp đổ hình ảnh một cặp vợ chồng sang trọng, có đầu óc cải cách. Những người từng được kỳ vọng sẽ mang lại những giá trị tiến bộ cho đất nước. Bà Asma vẫn kín tiếng trong suốt cuộc nội chiến kéo dài 2 năm rưỡi. Còn vợ ông Assad, ai biết được mối quan hệ vợ chồng họ như thế nào. Nhưng chắc chắn bà ta sẽ tìm cách bảo vệ chồng và ông Assad cũng sẽ tìm cách bảo vệ bà ấy. Cuối cùng thì ông ta chỉ có thể nương tựa vào vợ con mà thôi. Cố Tổng thống Hafez Assad cũng vậy. Bashar al-Assad thách thức mọi tiên đoán chế độ của ông sắp đến hồi cáo chung. Theo ông Riban al-Assad, một người anh em họ đang sinh sống ở Anh, ông Bashar kiên quyết bám lấy quyền lực vì lo sợ cho tính mạng của mình. Tôi nghĩ rằng ông ta bám trụ tới giờ phút này vì không còn sự lựa chọn nào khác. Bashar al-Assad sợ nội bộ của mình hơn là sợ bị phương Tây tấn công. Nếu ông ta làm trái ý những người xung quanh mình, ông ta có thể sẽ bị họ ám sát. Ông ta được giao làm Tổng thống năm 2000 khi chưa thực sự sẵn sàng nắm giữ cương vị đó. Ông ta phải làm việc với những người mà cha và anh trai đã để lại. Ông ta không nắm thực quyền. Tất cả những người trong chế độ, trong lực lượng an ninh đều có mâu thuẫn với nhau. Điểm chung của họ là muốn giữ Bashar ở chiếc ghế Tổng thống để duy trì quyền lợi của mình. Nhưng trong mắt những người ủng hộ, Bashar al-Assad là vị anh hùng dân tộc,
hiên ngang trước đe dọa vũ lực của Mỹ và phương Tây, người mà họ sẵn sàng đem thân mình làm lá chắn bảo vệ.